Xương rồng, một cái tên hồi bé mà cứ thấy sao sao ý. Chắc là mang đặc tính mạnh mẽ của loài xương rồng hay sao? Oi nắng khô cằn vẫn sống được, vẫn thích nghi được. Ôi luyên thuyên cái gì không biết. Trên đây là kệ sách để bàn hình xương rồng, làm bằng chất liệu gỗ MDF, bề mặt phủ một lớp melin chống mối chống mọt, không lo bị ẩm mốc. Bên mình đã khoan định hình các lỗ và sẽ có ốc vít đi kèm. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái tua vít bốn cạnh và một đôi bàn tay nghệ thuật là có một em kệ sinh. Xuống đây giờ là thịt có tay dưới còn xương có tay dưới trên. Ô tội giờ tay tay nhỏ mà hồi lúc cũng chả có gì, chỉ sang đây thôi chứ còn có bà nó bên đây, bà nó đứng đây mà không bà nó mua hơn bình thường cũng đắt quá thôi khỏi luôn được lại được phết này.
Camera. Thank you.